Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nhóm review. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là một cái module giải mã MP3 kết hợp với lại FM. Đặc biệt của cái module này là có sử dụng chức năng Bluetooth. Các bạn có thể sử dụng các cái thiết bị phát kết nối Bluetooth để phát ra âm thanh. Thì module này sẽ bao gồm một cái bộ giải mã, dây cấp nguồn, dây tín hiệu âm thanh ao ra, một cái điều khiển. Để sử dụng được module này thì mình sẽ phải kết hợp với lại một thiết bị giải mã âm thanh. Thì ở đây mình sử dụng con TA-2024 dưới dạng module. Con này là sử dụng âm thanh hi-fi nên sẽ tạo ra một âm thanh khá là trung thực. Cùng với đó thì mình sẽ sử dụng các cái phụ kiện bao gồm jack audio cái 3.5, jack nguồn DC 5.5 và một jack audio đực. Để kết nối vững chắc hơn thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái hộp mica để kết nối, để tiến hành giữ cái module giải mã. Nên mình đã cắt sẵn và lắp ghép một số thứ. Sau đây mình sẽ tiến hành lắp cái mặt module với lại mica. Đây mình lắp như này. Đây là một cái mặt mica. Mình kết nối này. Mình sẽ vặn chặt lại. Ui trời ơi, video mình được đề xuất. Ở trên module này thì nó có các cái chú thích để mình có thể kết nối. Thì ở đây mình sẽ cấp nguồn và cái rắc màu đỏ này. Không được, sao? Ở đây là đầu ra, tín hiệu âm thanh. Trên này nó có các cái ao trái, ao phải và đất. Mình tính hàn hàn với lại rắc 3.5 cái. Tiếp đó là đến là rắc nguồn. Thì trên rắc nguồn này thì gồm 3 chân, 2 chân đất, 1 chân dương. Mình nối này. Ở đây. Sau khi hàn xong thì mình sẽ tiến hành ghép với. Gắn hoàn thiện chiếc hộp. Đây là toàn là có một cái chiếc hộp giữ lại module. Tiếp theo là đến module khuếch đại. Ở đây mình cũng sẽ phải hàn một jack audio. Đi với nó là mình sẽ sử dụng tương thích với cái mạch khuếch đại này. Ở đây mình sẽ sử dụng hai loa với công suất là 10W. Điểm đặc biệt ở cái module này thì là cái hai kênh out ra riêng biệt. Rồi sau đây mình sẽ kết nối. Sau đây mình sẽ kết nối hai module lại với nhau. Đây này. Ao ra. Ở đây mình sẽ sử dụng nguồn 12V.
cho cả hai module. Ở đây do để điều khiển được hai module này chúng ta cần phải chung một khối nguồn, do đây do điều kiện nên mình sẽ sử dụng hai nguồn riêng biệt tiến hành khối chung mát. Là quay lại một lúc, ở đây mình sẽ sử dụng một chiếc điện thoại. Tiến hành tìm kiếm thiết bị. Đây, tên thiết bị hiển thị nó sẽ có tên M01VT. Tiến hành kết nối. Chờ thiết bị đã kết nối. Tăng giảm. Không có ai cùng cả. Trên đây là mình vừa giới thiệu về các bạn về cách sử dụng cái module giải mã MB3 có chức năng Bluetooth và module khuếch đại âm thanh TA-2024. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Thank you.